Phùng Ngọc Huy đang rất đau buồn, suy sụp tinh thần và không muốn gặp ai. Anh có nỗi khổ riêng nên không thể về Việt Nam thăm Mai Phương. Những ngày gần đây, thông tin diễn viên Mai Phương nằm viện vì ung thư phổi khiến khán giả kinh ngạc. Trước tình trạng hiểm nghèo của Mai Phương, nhiều người đã bức xúc, chỉ trích Phùng Ngọc Huy người yêu cũ của Mai Phương, vô trách nhiệm, bỏ rơi cô và con gái. Chỉ trong vài ngày, Phùng Ngọc Huy nhận một lượng lớn bình luận. Tin nhắn mắng chửi. Có thời gian anh phải khóa Facebook. Anh cũng từ chối nói về Mai Phương. Đăng Kim, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy, cũng bị dạ lây. Nữ ca sĩ bị tố là người thứ ba phá hoại quan hệ của... Mới đây, Đăng Kim vừa có buổi live stream với người mẫu Đức Tiến để phản hồi về sự việc. Đăng Kim cho biết hiện tại Phùng Ngọc Huy đang rất đau buồn, suy sụp tinh thần và không muốn gặp ai. Anh có nỗi khổ riêng nên không thể về Việt Nam. Tuy vậy, cả hai vẫn giữ liên lạc trong những ngày Mai Phương nằm viện. Huy nói rằng anh chấp nhận hứng chịu mọi lời chỉ trích, đứng yên một chỗ để người ta đánh đập, chửi bới. Điều duy nhất mà Huy mong mỏi lúc này là Mai Phương sẽ được khỏi, Đăng Kim nói trong live stream. Theo lời Đăng Kim, vì làn sóng tẩy chay, phản đối của khán giả mà Phùng Ngọc Huy bị hủy nhiều show diễn ở phút chót khiến anh càng thêm khó khăn. Về quan hệ với Phùng Ngọc Huy, Đăng Kim cho hay mình quen biết anh khoảng 3 năm nhưng khẳng định cả hai chỉ là anh em, tri kỷ thân thiết chứ không phải quan hệ yêu đương. Nữ ca sĩ từng gặp Mai Phương ở Mỹ 3 lần, thậm chí đã từng đến nhà cô chơi. Cô nhận định Mai Phương là người dễ thương, tình cảm và sống nội tâm. Bị tố là người thứ ba, giật chồng, Đăng Kim cho biết Phùng Ngọc Huy đã chia tay Mai Phương được nhiều năm. Trong thời gian đó, anh cũng có nhiều mối tình khác. Do đó nếu cô có hẹn hò Phùng Ngọc Huy thì cũng không có lỗi với Mai Phương. Phùng Ngọc Huy cũng từng tâm sự nhiều về các cuộc tình của mình với Đăng Kim. Cô chỉ biết Mai Phương và Phùng Ngọc Huy chia, cả hai còn có hình chụp chung vào thời điểm Mai Phương đã sinh em bé. Cũng theo Đăng Kim, sau khi qua Mỹ, Phùng Ngọc Huy vẫn thường xuyên trò chuyện với Mai Phương, coi nhau như bạn bè. Trong những ngày qua, Đăng Kim liên tục chia sẻ trên trang cá nhân về Mai Phương. Cô đã kêu gọi quyên góp hơn 3.500 đô la Mỹ từ bạn bè và một số ca sĩ hải ngoại để gửi cho Mai Phương. Trong đó, Đăng Kim góp 300 đô la Mỹ. Tuy nhiên, hỏi Đăng Kim về việc ăn theo bệnh tình của Mai Phương để gây chú ý, cô cho biết từ đó đến nay đã có khoảng 20 báo trong nước nhắn tin nhưng cô đã không trả lời gì. Nếu tôi muốn ăn theo để nổi tiếng cũng không phải chuyện này. Vì như vậy sẽ rất tội lỗi. Hiện tất cả các nghệ sĩ đang kêu gọi ủng hộ cho Mai Phương vậy tại sao phải ăn theo điều này? Nữ ca sĩ nói. Trước đó, chia sẻ về Phùng Ngọc Huy, Mai Phương cho biết bố.